Chuyện nấu nướng đối với người cao tuổi luôn cần phải chú ý, bởi ở độ tuổi đa cao, đôi khi họ không còn nhanh nhạy và có thể dẫn tới các tình huống nguy hiểm. Mới đây, một người phụ nữ 74 tuổi ở Mỹ đã qua đời do dùng nhầm dầu nhớt để chiên khoai tây. Tờ Tech Time đưa tin, bà Karen, 74 tuổi, sống tại Mỹ, thay vì sử dụng dầu ăn đã dùng dầu bôi trơn đa năng 3 1 để chiên khoai tây. Theo tiết lộ từ cảnh sát, bà Karen sau khi dùng nhầm dầu chiên đã đi sang phòng khác rồi ngủ trong 2 tiếng đồng hồ. Tới lúc tỉnh dậy, bà đã thấy trong nhà xuất hiện quá nhiều khói. Ngay lập tức, bà đã gọi dịch vụ cứu hỏa tại địa phương, khi đó rơi vào khoảng 7 giờ tối ngày 6 tháng 3. Ba xe cứu hỏa cùng cảnh sát và nhân viên y tế đã ngay lập tức được điều động tới nhà bà Caron. Bà đưa các nhân viên cứu hỏa yêu cầu đợi ở tầng trên để họ có thể nhanh chóng giải quyết đám cháy tầng dưới. Để đảm bảo cho bà Caron một cách tốt nhất. Bà Caron sau đó đã được các nhân viên cứu hộ hộ tống an toàn và đưa bà tới bệnh viện đi kiểm tra. Ban đầu, bà không hề có biểu hiện gì nghiêm trọng về thương tích, thế nhưng bác sĩ lại cho rằng tình trạng của bà Caron đã ngày càng xấu đi. Trong những ngày sau đó, bà Caron xuất hiện các triệu chứng như ho và đau họng. Bà đã được chuyển tới phòng bệnh sức cấp cứu ngay sau đó, nhưng vẫn không kịp. Bà Caron qua đời vào ngày 18 tháng 3. Một cuộc kiểm tra về não bộ cho thấy rằng bà Caron có xuất hiện các dấu hiệu của bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Thay vì dùng dầu ăn, bà đã dùng nhầm loại dầu nhớt để bôi trơn, ngăn ngừa rỉ sét để chiên đồ ăn. Đương nhiên, thứ dầu đó hoàn toàn không phù hợp để dùng làm đồ ăn cho con người. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho mọi người về việc cẩn thận hơn trong quá trình nấu nướng.